một tòa nhà ở Ấn Độ bị sụp đổ. Tin từ Goa, các đội cứu hộ hôm nay đã cho biết họ đã tìm được 12 thi thể từ đống đổ nát của một tòa nhà 3 tầng trong tiểu bang Goa ở vùng ven biển của Ấn Độ, với lo ngại rằng số người chết có thể còn tăng cao hơn nữa. Tòa nhà đang được xây dựng tại thị trấn Kona Kona đã bị sụp đổ vào hôm qua, chôn vùi nhiều người dưới đống đổ nát. Giới chức trách cho biết có thể có đến 50 người có mặt tại công trường xây dựng vào thời điểm xảy ra sụp đổ. Quân đội Ấn Độ đã được điều động đến hiện trường để giúp các hoạt động cứu hộ. Trung tá Amarish Kumar cho biết có ít nhất 15 người được cho là còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Nguyên nhân của vụ sụp đổ vẫn đang được điều tra. Tình trạng thiếu nhà giá rẻ ở các thành phố Ấn Độ đã dẫn đến sự gia tăng trong xây dựng trái phép, với các công trình xây dựng thường sử dụng vật liệu không đạt tiêu chuẩn và những phương pháp kém chất lượng. Vào tháng 4 năm 2013, một tòa nhà ở Then, ngay bên ngoài Mumbai, đã bị sụp đổ làm 72 người chết. Các cơ quan chức đã nói rằng cấu trúc được xây dựng bằng vật liệu kém chất lượng và đã không có đủ những giấy phép.